Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop bán phụ kiện đồ chơi nhá. Rất là nhiều phụ kiện dành cho anh em. Như các bác đã thấy, bên shop là có rất nhiều phụ kiện PCP, phụ kiện săn bẫy, đồ ngụy trang. Trong clip hôm nay giới thiệu với này các bác một cái mẫu túi nhá, mẫu túi đeo hông. Mẫu túi đeo hông màu rèn gì. Có đặc biệt một ô riêng để đựng chai nước nhá, một ô riêng để đựng chai nước. Đấy, mẫu riêng chai nước. Đây cái mẫu túi này báo giá cho các bác luôn để các bác nắm được. Đó là 200.000 một túi, đã bao gồm cả tiền cước phí gửi chuyển phát về đến nhà cho các bác luôn nhá. 200.000 một túi. Màu là có hai màu. Một hôm trước thì có giới thiệu cho các bác màu vàng nữa rồi. Hôm nay lô hàng này là lô hàng màu rèn gì. Hơn 100 cái. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhá. Hoặc là số điện thoại gắn bên cạnh tiêu đề. Đấy. Số lượng hàng rất là nhiều. Hình thức mua hàng, các bác alo trực tiếp cho xin thông tin. Hàng sẽ được gửi về tận nhà cho các bác qua đường bên chuyển phát bưu điện hoặc chuyển phát Viettel. Cho các bác bóc ra xe mà kiểm tra đúng túi như này. Các bác trả tiền trực tiếp cho người giao hàng. Thông báo các bác là cái mẫu túi này gọi là mẫu túi đeo hông. Có nghĩa là sẽ đeo vào hông bụng mình như này. Đeo hông bụng mình này. Nha. Dây đeo bản to, rất là chắc chắn. Và có cái cữ này cho các bác, giúp các bác nới ra hoặc cho nhỏ lại cho nó vừa với bụng mình. Các bác nhìn dây này, dây cực kỳ là chắc chắn, bằng dạt bằng dù nhá, dạt bằng dù. Đây các bác xem kỹ nhá, cái này là shop cũng đã lọc rất là nhiều. Nó có một cái mẫu túi cũng giống như này luôn, nhưng mà cái size, cái form của nó sẽ to hơn. Nó bè ra hai bên như này, đấy, nó bè hai này. Khi các bác đeo vào nhìn nó rất là xấu, nó che kín hết cả bụng mình luôn. Nhưng cái này thì nó gọn gàng hơn, nó đẹp hơn nhá, nó thanh cảnh hơn. Còn đối với cái loại mà các bác mua phải cái loại to ấy thì các bác nhìn sơ thôi, cái bản dây đeo nó phải to thế này rồi đấy, nó là hàng to, nhìn nó rất là thô nhá. Giới thiệu chi tiết với các bác này, túi này thiết kế riêng một ô để cho các bác đựng được chai nước đấy, riêng một ô này đi rừng đựng chai nước nhá. Chai nước thì có thể đựng được chai nước chai trà xanh nửa lít hoặc chai gần một lít nhá. Liên kết giữa hai cái bên này cũng có cái khóa dây dù này, vừa tạo liên kết chắc, vừa có tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn nhá. Đấy, rất là phong cách. Màu là màu rèn di đốm như này. Còn có thêm mẫu màu vàng nữa, bác nào chuộng màu vàng thì cứ nói màu vàng nhá. Thế còn các bác muốn mua túi này để tránh nhầm lẫn thì các bác vui lòng nói với shop là bán cho tôi cái túi đeo hông có ô đựng chai nước nhá, túi đeo hông có ô đựng chai nước màu rèn di. Là đảm bảo với các bác 100% không bao giờ bị nhầm, tại vì nó có rất nhiều mẫu túi đeo hông khác. Đến cái túi chính này để cho các bác nắm được này. Ở bên ngoài này có hai ô cho các bác, hai ô này là có hai cái khóa. Đây là như là cái điểm để trang trí thôi, điểm trang trí phong cách thôi. Cái ô này thì nó sẽ đút vừa cho các bác được khoảng 4 ngón tay nhá. Thì giúp cho các bác đút thuốc lá này, đút hộp quẹt, đút bật lửa đấy nhá. Tiếp theo là đến cái ô phụ này, ô phụ nhỏ kéo khóa này thì giúp cho các bác có thể để giấy tờ, để tiền, để chứng minh, để bằng lái xe chẳng hạn nhé. Cái cơ cấu kéo khóa này rất là trơn tru nhá, khóa to chắc chắn. Dây kéo được bấm bằng dây dù có điểm nhựa này, tạo ra cái phong cách cho các bác nhá. Đến ngăn chính là ngăn ở giữa, đấy ngăn giữa này. Thì cái túi này tôi cái áng chừng đi, nó là nó cao 20 phân, cao 20 phân, rộng 18 phân. Cái chiều rộng này nó ngắn hơn chiều cao, nó rộng 18 phân. Và khi các bác đựng hết đồ ấy thì bề dày của cái đáy này nó sẽ đạt 5 phân cho các bác nhá. Ngăn chính này đựng được nhiều thứ hơn, điện thoại, giấy tờ rồi phụ kiện cho các bác đi rừng. Các bác đi rừng thì có thể đựng được giò khu gáy này, đựng được cái giò gà mà kiểu đa năng, kiểu Thái Lan đấy nhé, còn kiểu bắp chuối đút vào đây hơi cong đấy nhá. Nói chung là đựng được nhiều phụ kiện lắm, các bác tùy theo các bác sử dụng thôi. Còn có thể dùng cho các bác bán hàng để đựng tiền, thối trả lại cho khách nhé, các bác đi chợ nhé. Cái đặc biệt trong này có thêm một cái ngăn nhỏ nữa này, có thêm một ngăn nhỏ này. Đây, có thêm một ngăn nhỏ này các bác nhá. Cái ngăn này là ngăn nhỏ, ngăn bí mật. Cái này tôi bảo với các bác thôi, các bác đừng có bảo với lại bà xã của mình nhá. Thế là mình có một chút gì đấy muốn dao găm riêng thả ra vào đây. Đấy. Không được nói với vợ là có ngăn này nhá. Rồi. Đấy các bác nhá. Rồi đây là chi tiết về cái mẫu túi đeo hông có ô đựng chai nước nhá, ô đựng chai nước. Đấy, giúp cho ô riêng đựng chai nước màu rèn gì. Hàng thì ship COD đi toàn quốc, số lượng thì rất là nhiều các bác này.
Hình thức mua hàng thì cực kỳ đơn giản, chỉ việc gọi điện cho shop theo số điện thoại trên màn hình, hàng sẽ được gửi về tận nhà, bóc hàng ra xem và kiểm tra, thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng và thanh toán trực tiếp lúc nhận hàng luôn, không phải đặt cọc nhá, rất là đơn giản. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi, mong nhận được sự ủng hộ của các bác dành cho shop nhiều hơn. Các bác nào mà mới truy cập kênh thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những cái thông báo mới nhất về những cái video mà giới thiệu sản phẩm mới tới các bác nhá. Rồi, xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.